có phải chúng ta đang tìm sai hướng? Lục địa đã mất của Atlantis không phải nằm dưới đáy biển, mà là trên lục địa. Con mắt lớn bí ẩn ở sa mạc Sahara rốt cuộc là từ đâu tới? Nói đến sa mạc Sahara, một phát hiện bất ngờ khi Sahara đã đi từ màu xanh lá cây đến sa mạc trong nháy mắt. Từ những hồ nước và đồng cỏ với hạ mã và hưu cao cổ đến một sa mạc rộng lớn, sự biến đổi địa lý đột ngột của Bắc Phi cách đây 5.000 năm là một trong những sự thay đổi khí hậu ấn tượng nhất hành tinh, David ngay một nhà cổ sinh vật học của Mick và là tác giả chính của nghiên cứu cho thấy. Không ai nói về Sahara rằng có một con sông chảy qua đó. Nhưng ở đâu đó từ 11.700 đến 5.000 năm trước, người ta đã làm như vậy. Khi có dòng chảy đầy đủ, nó sẽ đứng thứ 11 trong số những con sông lớn nhất trên trái đất hiện nay. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra cái gọi là sông Tamanrek khi kiểm tra dữ liệu vi sóng được thu thập bởi một vệ tinh Nhật Bản đã lập bản đồ các đặc điểm địa chất trong khu vực thung lũng đá ngầm ẩn hiện uốn lượn kéo dài hơn 500 km từ dãy núi Atlas ở phía bắc châu Phi đến Đại Tây Dương. Hậu thế đối với lục địa từng có nền văn minh cao độ này luôn tràn đầy ngưỡng mộ, kỳ vọng tìm thấy lục địa đã mất. Hiện tại, có ba phái, phái đại dương cho rằng Atlantis đã chìm xuống biển sâu, phái lục địa cho rằng Atlantis được nâng lên thành lục địa do vận động kiến tạo, và phái nam cực cho rằng Atlantis là nam cực. Năm 1965, Hoa Kỳ thực hiện sứ mệnh thám hiểm không gian có người lái mang tên dự án Gemini. Khi hai phi hành gia ở trong không gian cách trái đất hàng trăm nghìn mét, theo yêu cầu của NASA để chụp ảnh trái đất, họ đột nhiên có cảm giác như có ai đó đang chăm chú quan sát họ. Nhìn kỹ, hóa ra là một con mắt to có thể nhìn thấy rõ ràng. Nó nằm sâu trong sa mạc Sahara và rất giống mắt người. Nó có cấu trúc gồm các vòng tròn và hình tròn, và hình tròn ở giữa trông giống như một con người của con người cấu trúc hình bầu dục ngoài cùng trông giống như một mí mắt. Đó là lý do tại sao nó được gọi là con mắt của Sahara. Con mắt của Sahara là một cảnh quan địa chất khá đặc biệt vì nó khổng lồ đến mức vòng ngoài của nó có đường kính 50 km. Nó cũng giống như đường Naka mà chúng tôi đã giới thiệu và chỉ có thể nhìn thấy nó toàn bộ từ độ cao. Và đó là nơi duy nhất trên thế giới và không có nơi nào khác giống như vậy. Vậy con mắt của Sahara ra đời như thế nào? các nhà địa chất gấp rút điều tra, nghiên cứu. Ban đầu, các nhà khoa học nghi ngờ rằng đây là một miệng núi lửa, nhưng các quan sát sau đó cho thấy trung tâm của con mắt Sahara bằng phẳng và không tìm thấy bằng chứng địa chất về nhiệt độ cao và va chạm. Và trái ngược với vụ va chạm thiên thạch và sự lõm xuống của mặt đất, con mắt của Sahara có một số cấu trúc nhô ra khỏi mặt đất. Sau đó, có người hỏi rằng liệu đây có thể là một ngọn núi lửa cổ đại nhưng nghiên cứu cho thấy rằng không có mát ma nóng ở trung tâm của nó và không có mái vòm đá lửa nào được tìm thấy trong khu vực. Sau nhiều thập kỷ giả định, lập luận và nghiên cứu, cộng đồng khoa học thường tin rằng con mắt của Sahara là một cấu trúc triết chặt là kết quả của quá trình nâng và xói mòn địa hình đồng thời. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một số nhà nghiên cứu đã đưa ra một giả thuyết mới khá bất ngờ: con mắt của Sahara rất có thể là tàn tích của lục địa đã mất Atlantis. Nhưng những gì chúng ta biết trước đây. Không phải Atlantis đã chìm xuống biển hay sao? Làm thế nào nó xuất hiện trên lục địa châu Phi? Atlantis. Sự hiểu biết của người dân về Atlantis chủ yếu đến từ tổ tiên của triết học ở Hy Lạp cổ đại, hai tác phẩm đối thoại Critias và Timau của Plato. Theo ghi chép của Plato, trong truyền thuyết, người tạo ra vương quốc Atlantis là Poseidon, thần biển cả. Trên một hòn đảo nhỏ, có một cô gái mà cha mẹ đã chết, Poseidon cưới cô gái đó và sinh ra năm cặp sinh đôi. Vì vậy, Poseidon chia cả hòn đảo thành 10 quận và để 10 người con trai, mỗi người cai trị một quận và con trai cả là người thống trị tối cao. Bởi vì người con trai cả được gọi là Atlas, đất nước được gọi là vương quốc của Atlantis. Vô số vàng và bạc được sản xuất trên các lục địa của vương quốc, tất cả các cung điện đều được bao quanh bởi những bức tường bằng vàng và bạc. Các bức tường của cung điện cũng được giác vàng rất lộng lẫy. Mức độ văn minh ở đó là không thể tưởng tượng được. Có các cảng và tàu được trang bị tốt, và các vật thể có thể chở người trong chuyến bay. Ảnh hưởng của nó không chỉ giới hạn ở châu Âu, mà còn vươn xa đến tận lục địa châu Phi. Tuy nhiên, đột nhiên, một trận động đất và một trận lục lớn xảy ra, và vương quốc Huy Hoàng một thời trở thành một nơi mà tàu bè không thể tới được. Các thế hệ tương lai luôn khao khát lục địa từng rất văn minh này, với hy vọng tìm thấy lục địa đã mất tích này. Hiện tại, có ba phe, phe Đại Dương cho rằng Atlantis chìm xuống biển sâu, phe đất liền cho rằng Atlantis được nâng lên đất liền do vận động kiến tạo và phe Nam Cực cho rằng Atlantis chính là Nam Cực. Con mắt của sa mạc Sahara là một phỏng đoán do phe đất liền đưa ra. Tham khảo mô tả của Plato, họ đã tìm thấy nhiều điểm tương đồng giữa con mắt của sa mạc Sahara và Atlantis. Hãy xem họ phải nói gì. Thành phố xuất hiện Theo mô tả của Plato, Atlantis là một cấu trúc vòng, đại khái là năm vòng, từ trong ra ngoài là hai lớp đất và ba lớp nước sông. Phần trung tâm nhất cũng là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của Atlantis. Người bình thường sống ở vòng ngoài. Cấu trúc của những cái bẫy lớn và những vòng tròn nhỏ này có giống với con mắt của Sahara không? Hơn nữa, đường kính của Atlantis được ghi trong sách là khoảng 23,49 km và đường kính của vòng tròn rõ ràng nhất ở giữa con mắt của Sahara chính xác là 23,5 km. Hơn nữa, có một vòng tròn bên ngoài con mắt của Sahara, hoàn toàn tương ứng với Atlantis được Plato mô tả, có những ngọn núi xanh ở phía bắc thành phố và đại dương ở phía nam. Này, khoan đã, những ngọn đồi màu xanh lá cây ở phía bắc dường như tương ứng với vòng tròn ngoại cùng của con mắt của Sahara và đại dương ở phía nam có vẻ sai và bây giờ con mắt của Sahara là phía nam của sa mạc. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các gần mắt Sahara tạo nên một cảnh quan đã từng bị sói mòn bởi nước. Có thể nó đã từng là một đại dương trong những năm gần đây các nhà khảo cổ học đã tiến hành nhiều cuộc điều tra sâu hơn và tìm thấy nhiều hóa thạch của sinh vật biển xung quanh con mắt của sahara thậm chí còn tìm thấy hóa thạch của sinh vật biển trong những phiến đá dùng để xây kim tự tháp ở phần cực đông của sa mạc sahara có lẽ khu vực lân cận của con mắt của sahara đã thực sự bị nhấn chìm bởi đại dương và sau đó nước biển rút đi tạo thành hình dạng bị rửa trôi này sử dụng công nghệ hình ảnh radar một số nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng mauritania quốc gia nơi có con mắt của sahara đã phát hiện ra một mạng lưới sông khổng lồ dưới sa mạc của nó, con sông kéo dài hơn 500 km và vận chuyển nước đến Tây Sahara trong hàng trăm dặm. Vì vậy, trong thời gian đó, vùng đất từng là một ốc đảo, nhưng sự thay đổi khí hậu đột ngột đã biến nó từ những hồ nước và đồng cỏ với hạ mã và hưu cao cổ thành một sa mạc rộng lớn. Atlantis, một lục địa trù phú Plato cũng đề cập rằng Atlantis là một quốc gia giàu vàng, bạc và oregano, và chế tạo rất nhiều vũ khí vàng bạc thì ai cũng biết nhưng đồng núi này thì không biết là gì vì có thể dùng để chế tạo vũ khí nên người ta thường coi đồng núi là quạng sắt hay quạng đồng thật trùng hợp mauritania quốc gia nơi có con mắt của sahara là quốc gia khai thác lớn thứ hai ở châu phi hãy đoán xem khoáng sản chính của nó là gì vàng bạc sắt đồng một sự trùng hợp khác là theo mô tả vật liệu xây dựng màu đỏ đen và vàng đã được sử dụng để xây dựng atlantis và những viên đá đỏ Đen và vàng như vậy đã được tìm thấy gần con mắt của Sahara. Một số viên đá vẫn có màu đen ở bên ngoài và màu vàng hoặc đỏ ở bên trong. Theo sách của Plato, có voi ở Atlantis, mặc dù không có voi ở Mauritania, nhưng nơi đây đã từng là nơi bị voi ám, điều này có vẻ phù hợp với mô tả của Plato. Atlantis, lục địa dành cho thần. Trước đó chúng tôi đã giới thiệu rằng con trai cả của thần biển Poseidon được gọi là Atlas, ông là vua của Atlantis. Theo truyền thuyết của người Mauritania, tên của vị vua đầu tiên của họ là Atlas. Ngoài ra, ai đó đã tìm thấy một bản đồ cổ đại dựa trên các tác phẩm của nhà văn và nhà sử học Hy Lạp cổ đại Herodotus. Herodotus thích đi du lịch khắp nơi và ghi lại những gì ông đã thấy và nghe. Tác phẩm tiêu biểu của ông mang tên Sử ký là tác phẩm văn xuôi đầu tiên được lưu truyền hoàn chỉnh trong lịch sử văn học phương Tây, Herodotus còn được tôn vinh là cha đẻ của lịch sử. Trong bản đồ cổ này, Atlantis được đề cập đến và vị trí của nó đại khái là ở Mauritania ngày nay, nơi có con mắt của Sahara. Và có một dãy núi ở phía bắc được gọi là dãy núi Atlas. Do có nhiều điểm tương đồng hoặc trùng hợp, nhiều giáo phái vùng đất Atlantis tin rằng con mắt của Sahara là tàn tích của Atlantis. Nhưng có một điều vẫn còn khó hiểu. Theo ghi chép, Atlantis là một hòn đảo ở đại Tây Dương, giờ nó là một phần của lục địa châu Phi như thế nào? Khoảng 13.000 năm trước trái đất đang ở thời kỳ New react nổi tiếng trong lịch sử, thế giới bước vào thời kỳ Đại Băng Hà, và trong thời gian này đã xảy ra một trận lục lớn đã phá hủy thế giới. Một số nhà nghiên cứu cho rằng nước ngập đến cổ tượng nhân sư, để lại các vết sói mòn do nước trên thân tượng nhân sư, đồng thời để lại hình thái đất gần sóng bí ẩn trên cao nguyên Columbia ở độ cao 1.500 mét. Atlantis cũng bị ngập lụt trong thời kỳ này và chìm xuống đáy biển. Vậy Atlantis đã trỗi dậy như thế nào? bởi vì các nhà địa chất tìm thấy dấu hiệu hoạt động của núi lửa gần mắt Sahara, một phỏng đoán táo bạo đã xuất hiện rằng Atlantis nằm ở rìa của mảng lục địa châu Phi và từng ở mức thấp, nên nước biển đã nhấn chìm một vùng đất trọng lớn, khiến nó trông giống như một hòn đảo. Sau khi lũ rút đi, sau hơn 10.000 năm vận động của lớp vỏ và tác động của núi lửa, mảng lục địa này trồi lên và cuối cùng nổi lên để nối với lục địa châu Phi. Atlantis đã bị phá hủy trong hơn 10.000 năm, nhưng sự quan tâm đến nó vẫn không suy giảm một nền văn minh huy hoàng vượt xa ngày nay với công nghệ cực kỳ phát triển tại sao vẫn không thể thoát khỏi số phận diệt vong mọi người tìm kiếm atlantis một số để có được công nghệ cao mà con người chưa biết đến một số để hiểu về thời kỳ lịch sử đó và học hỏi từ lịch sử hiện tại trên thế giới này có một người có thể nhớ lại kiếp trước của cô ở atlantis ingrid bennett một số sự kiện trong cuộc sống và tình huống xã hội cô miêu tả có thể cung cấp cho mọi người tham khảo để mọi người cảm nhận được nền văn minh cấp cao của atlantis và quan trọng hơn cung cấp manh mối về lý do tại sao atlantis sẽ bị phá hủy nếu bạn quan tâm đến câu chuyện tiền kiếp của cô ấy hãy để lại lời nhắn cho chúng tôi biết trong phần bình luận và chúng tôi sẽ chia sẻ nó với bạn trong tương lai trên là những gì tri thức vạn vật tìm hiểu được còn bạn thì sao bạn có cho rằng atlantis đã chìm xuống biển sâu hay atlantis được nâng lên thành lục địa do vận động kiến tạo hay cho rằng atlantis là chính là nam cực hãy để lại bình luận để chúng ta cùng trao đổi thêm về vấn đề này nhé đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi video này